Gmod hay còn gọi là Garry's Mod là một trò chơi sandbox gần như ai cũng từng nghe qua. Game không có luật lệ, không có mục đích và cũng không có chiến thắng. Bù lại, Garry's Mod cho phép người chơi được làm gần như tất cả mọi loại thứ bạn có thể nghĩ ra. Giới hạn duy nhất của nó là trí tưởng tượng của bạn mà thôi. Gmod đã trở thành một cú hit lớn kể từ những ngày đầu tiên ra mắt và nhiều năm liền nằm trong top 10 những tựa game được chơi nhiều nhất trên Steam. Vậy trò chơi này có điều gì đặc biệt để khiến game thủ mê mệt đến thế? Và nó đã biến một lập trình viên từ một người phải sống nhờ ở nhà bố mẹ trở thành một triệu phú như thế nào? Trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng các bạn đi trả lời những câu hỏi đó qua lịch sử phát triển của Garry's Mod. Ok, cho chạy intro nào. Gary Newman sinh năm 1983, hiện đang làm nhà phát triển game, đồng thời là chủ sở hữu của Facepunch Studio. Anh ta không phải là một con người có học thức xuất chúng hay có bất cứ tài năng gì đặc biệt cả, thậm chí còn bỏ học đại học giữa chừng và phải sống nhờ cùng với bố mẹ. Trong khoảng thời gian sống chung trong căn nhà của phụ huynh, Gary Newman không hẳn là đã ăn không ngồi rồi. Anh ấy đã trở thành một lập trình viên cho một app hẹn hò, nhưng lại bị đuổi việc không lâu sau đó do bị phát hiện đang tự làm một trang web hẹn hò cho riêng bản thân mình. Anh ta được sếp cho hai lựa chọn. Một là phải ngưng luôn trang web đó, hai là bị sa thải. Gary đã bực tức nên chọn cả hai phương án luôn, nghỉ việc và trì hoãn vô thời hạn web hẹn hò của mình. Bước ngoặt này đã đẩy Gary vào con đường lập trình game, chứ không đi làm nữa, bởi vì anh cho rằng bán game sẽ là chìa khóa giúp anh thoát khỏi cảnh làm thuê cho người khác. Để thực hiện hóa ước mơ này, anh ấy thành lập một công ty làm game lấy tên là Facepunch, à mà gọi là công ty nghe cho sang thôi, chứ ở thời điểm đó thì Gary là thành viên duy nhất. Trò chơi đầu tiên của Gary là Facewood, thuộc thể loại game Run and Gun, nơi bạn sẽ nhập vai vào một người đàn ông da đen, hói đầu với một chiếc diêm mép rất vĩ đại. Nhân vật chính sẽ được trang bị một khẩu súng lục để hạ gục tất cả các zombie trong thành phố. Bên cạnh Facewood thì Gary cũng bắt tay làm một dự án phụ, nơi mà anh nghịch Source Engine của Valve và đã gần như là đẩy engine này lên tới mức tối đa để xem nó có thể làm được những gì. Có thể là do nhận thấy tiềm năng của Source là quá lớn nên một thời gian sau, Gary đã hoãn lại việc phát triển Facebook rồi cuối cùng là hủy luôn dự án này để có thể dồn hết công sức vào Garry's Mod. Nếu bạn nghĩ rằng anh chàng này đã nhìn ra được tiềm năng kiếm tiền của Gmod nên đã tâm huyết với nó thì bạn đã nhầm. Ngay từ ngày đầu, Gary Newman không hề có ý định thương mại hóa tựa game này bởi vì anh nghĩ rằng chẳng có ai lại dở hơi đi mua một cái trò chơi được tạo ra trên hệ thống engine miễn phí cả. Thế nhưng điều không ngờ tới đã xảy ra với anh. Vào năm 2004, Gary đã đăng tải Garry's Mod lên mạng. Phiên bản đầu tiên của trò chơi này khá là đơn giản. Nó có những model nhân vật và vũ khí trong các tựa game của Valve, chủ yếu là Half-Life. Bạn có thể spawn bao nhiêu vật phẩm hay con người tùy thích và làm bất cứ thứ gì bạn muốn. Tất cả chỉ có như vậy. Tuy nhiên, nó đã được nhiều người chú ý đến và trở thành một cơn sốt trên mạng. Một số người cho rằng tựa game này tẻ nhạt và chỉ là một bản copy rẻ tiền của JBmod, một bản mod khác của Half-Life mà Newman đã lấy cảm hứng để tạo ra Garry's Mod. Nhưng phần còn lại thì tỏ ra khá thích thú với sản phẩm mới này và mong muốn Gary có thể cập nhật thêm. Sự xuất hiện của JBmod cũng khiến cho Gary được tiếp thêm động lực gấp nhiều lần. Anh ấy chia sẻ rằng: JBmod luôn là một sự đe dọa đối với tôi. Họ luôn có những thông báo cập nhật và khẳng định rằng nó sẽ đè bẹp Garry's Mod. Điều này khiến tôi phải vắt chân lên cổ để lập trình, đảm bảo rằng game của tôi sẽ hay hơn game của họ. Một chút cạnh tranh cũng chẳng làm hại ai cả, đúng không? Với sự ủng hộ từ mọi người và sự cạnh tranh với JBmod, Gary Newman dường như được tiếp thêm động lực để hoàn thiện đứa con tinh thần của mình. Anh nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng, trong đó có cả những người đã tạo ra Half-Life. Sự kiện này sau đó đã được cha đẻ của JBmod kể lại như sau: "Đột nhiên mọi người liên hệ với tôi rất nhiều, tôi đã chơi Half-Life cả cuộc đời rồi, nhưng có nằm mơ cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có những con người này email cho tôi để đề nghị sự giúp đỡ, nhất là khi JBmod chẳng khác nào một bản crack của Half-Life cả." Những người đến từ Valve đã đưa ra đề nghị với Gary bằng một bản hợp đồng để đưa game lên nền tảng Steam, thế nhưng anh đã từ chối bởi vì nghĩ rằng chẳng ai sẽ mua nó cả. Phải đến khi Valve mời đến lần thứ hai, anh ấy mới chấp nhận, với điều kiện là phải giữ cho tựa game thật là rẻ, chỉ khoảng $10 mà thôi. Bởi vì nếu như giá của tựa game cao hơn, thì dù chỉ một chút thôi, có lẽ nó sẽ không tồn tại được lâu đâu. Vào tháng 11 năm 2006, Garry's Mod chính thức được đăng tải trên nền tảng Steam và bán được khoảng gần 6.000 bản game ngay trong ngày đầu tiên ra mắt. Một con số không quá ấn tượng, nhưng đó đủ để cho Facepunch tin rằng Garry's Mod có tiềm năng để phát triển. Trong những năm tháng tiếp theo sau khi gia nhập ngôi nhà chung Steam, công việc của Newman gần như là không thay đổi, chỉ khác là những gì trước đấy anh ta làm miễn phí thì giờ đã được trả công. Như ở trên, chúng mình đã đề cập đến việc mục đích ban đầu khi tạo ra Garry's Mod chỉ là để Gary thỏa mãn sở thích của mình, cho nên anh hoàn toàn không có định hướng sẽ phát triển game như thế nào. Kinh nghiệm về lập trình game hay cách để duy trì server game cũng rất ít, nếu không muốn nói là bằng không, khiến cho việc phát triển Gmod khá là khó khăn. Ở những phiên bản đầu tiên, tựa game này còn không có Source Control Software. Đây là một phần mềm giúp cho nhà phát triển lưu trữ dữ liệu của trò chơi, đồng thời giúp cho họ so sánh các phiên bản khác nhau để tìm ra những điểm cần cải thiện. Việc thiếu đi phần mềm này khiến cho Garry's Mod sẽ phải quay lại từ vạch xuất phát nếu như có vấn đề không thể sửa chữa được trong quá trình phát triển. Rất may mắn là trường hợp này đã không xảy ra.
Còn về phát triển content cho game thì Gary đã có một ý tưởng khá thông minh. Lợi dụng tính chất của dòng game sandbox, nơi mà người chơi được phép thỏa sức sáng tạo những gì mà mình muốn, Gary đã tổ chức một cuộc thi cho cộng đồng nhằm khuyến khích người chơi tham gia tạo những chế độ chơi mới cho tựa game này, đồng thời xác định hướng đi tương lai của Gmod. Năm 2009, Gary đã tổ chức cuộc thi Freta Contest với giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Người đạt giải nhất sẽ giành được $5,000, vị trí thứ 2 và thứ 3 sẽ nhận được $3,000, hai giải khuyến khích sẽ là $1,000. Cuộc thi này đã được đông đảo người chơi trong cộng đồng hưởng ứng và có rất nhiều chế độ chơi chất lượng đã được tạo ra từ đó, bao gồm Prop Hunt, một trò chơi dạng trốn tìm, Zinger, game đánh golf kết hợp với tên lửa, Dogfight, nơi bạn được tham gia những trận không kích với mục tiêu là đánh cắp nhiên liệu của đối phương và đặc biệt nhất phải kể đến là vị trí quán quân, Trouble in Terrorist Town. Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2009 và chính thức được đưa vào game năm 2010, Trouble in Terrorist Town được tạo ra bởi người dùng Bad King Ergin. Chế độ này sẽ chia người chơi ra làm 3 phe, trong đó có khủng bố, thám tử và dân thường, khá giống với board game ma sói. Trong chế độ này, khủng bố đóng vai trò là những kẻ phản bội, với nhiệm vụ là phải giết toàn bộ những kẻ còn lại. Trong khi đó, thám tử có những công cụ để truy vết, tái hiện hiện trường, còn dân thường thì không có khả năng gì đặc biệt, phải dựa vào phán đoán và một chút may mắn để phát hiện ra kẻ phản bội. Trò chơi sẽ kết thúc khi những kẻ phản bội tiêu diệt hết dân thường và thám tử, hoặc khi tất cả khủng bố bị diệt trừ. Trouble in Terrorist Town kể từ những ngày đầu tiên ra mắt đã trở thành một chế độ có đông người chơi nhất, cho đến hết thời kỳ hưng thịnh của Gary's Mod vào khoảng năm 2017. Chế độ này sau đó đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều cái tên điển hình khác, trong số đó là Among Us, tựa game nổi tiếng đã nổi lên như một cơn sốt trong thời kỳ giãn cách xã hội khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Chế độ nổi tiếng tiếp theo của Gmod là Prop Hunt. Phiên bản gốc của chế độ này đến từ Counter-Strike và đã được Andrew Sykes mang vào trong Gmod. Theo mình thì đây có lẽ là chế độ chơi giải trí nhất trong Freta Contest. Người chơi sẽ chia thành hai phe, bao gồm Prop và Hunter. Đầu trò chơi, phe Prop sẽ được biến thành các đồ vật ngẫu nhiên trong map và phải lẩn mình tìm chỗ ẩn nấp, chọn vị trí phù hợp để bản thân hòa mình trong môi trường một cách tự nhiên nhất. Các Hunter sau đó sẽ truy tìm và bắn hoặc cận chiến với phe Prop. Nếu như bắn trượt thì sẽ bị mất máu, còn nếu tiêu diệt được tất cả những kẻ đi trốn thì sẽ chiến thắng. Ngược lại, nếu như hết thời gian mà Hunter vẫn chưa tìm được hết những kẻ giả mạo thì phe Prop chiến thắng. Tuy không phải là tựa game đầu tiên có chế độ này, nhưng Gmod đã có công lớn mang thể loại trốn tìm được biết đến rộng rãi hơn, tạo tiền đề cho sự xuất hiện của chế độ Prop Hunt trong các tựa game như Call of Duty, Fortnite và vô số trò chơi khác. Ngoài những cái tên kể trên, thì càng về sau, cộng đồng Gmod ngày càng được mở rộng với các chế độ chơi đa dạng, nổi bật nhất có thể kể đến như Gmod Tower, được tạo ra bởi 4 người, MacDigai, Mr. Tsunaboju, Nikan và Azui Slit. Xuất hiện ở cuối năm 2006, Gmod Tower là một bản đồ cho phép từ 4 đến 90 người tham gia cùng một lúc, từng là một nơi cho phép mọi người giao lưu, mua sắm, xây nhà hoặc chơi những mini game khác nhau, làm gần như là bất cứ mọi hoạt động nào mà bạn muốn. Có thể nói đây chẳng khác gì vũ trụ Metaverse mà Mark Zuckerberg luôn muốn hướng tới. Đây cũng từng là chế độ được nhiều người chơi nhất và đạt 2 triệu lượt truy cập chỉ sau vài giờ đồng hồ ra mắt. Đáng tiếc là đến năm 2016, chế độ này đã bị hủy bỏ, mặc dù về sau cũng đã được mở lại. Tuy nhiên thì độ hype đã không còn, các server của Gmod Tower thường xuyên ở tình trạng trống rỗng. Những nhà phát triển sau đó đã quyết định không muốn phụ thuộc vào Gmod nữa mà biến nó thành một trò chơi độc lập mang tên là Tower Unite với lối chơi gần như y hệt bản tiền nhiệm, nhưng nay đã được tối ưu hóa và thêm vào một số tính năng riêng biệt để phù hợp hơn với trò chơi của họ. Một đặc sản nữa không thể thiếu của Gary's Mod là Horror Map. Ở đây bạn có thể chơi một mình hoặc cùng với bạn bè đến những vùng đất kinh dị, hoặc một căn nhà, một thành phố, nơi sẽ có quái vật hay những màn jumpscare khiến bạn phải thót tim. Lối chơi của chế độ này thường là bạn sẽ phải làm theo hướng dẫn của game, bao gồm giải các câu đố để qua màn, đôi khi có những tình huống còn phải cần đến sự phối hợp ăn ý của đồng đội. Tuy nhiên không phải chỉ dẫn nào cũng đáng tin cậy, có những hướng dẫn do những modder cài vào chỉ để người chơi chạm trán với jumpscare hoặc cạm bẫy mà họ đã bày đặt sẵn. Điều này tạo ra những tình huống dở khóc dở cười, mang đến cho người chơi những giây phút kinh hoàng nhưng cũng không kém phần giải trí. Nếu bạn cảm thấy game kinh dị quá nặng đô và chỉ muốn những chế độ chơi phiêu lưu giải trí đơn thuần thì Gmod cũng có luôn, đó là những Adventure Map, nơi mà sự đa dạng của chuyến hành trình gần như là vô tận cho bạn lựa chọn. Người chơi có thể nhập vai vào một băng cướp ngân hàng, những người anh hùng giải cứu công chúa, hay đóng vai vào các tù nhân vượt ngục ra khỏi nhà tù có an ninh nghiêm ngặt, và rất rất nhiều chuyến phiêu lưu khác đang chờ bạn khám phá. Tính cho đến hiện nay, tầm vóc của Gmod đang khá sát với những gì Gary Newman hướng đến. Thỉnh thoảng anh ta cũng vào trò chơi của mình để xem những game thủ yêu quý đang xây dựng cái gì hay có phát minh ra chế độ chơi mới nào không. Sau mỗi lần như vậy, Gary đều không khỏi kinh ngạc với những gì cộng đồng đã làm được. Sức sáng tạo của con người là vô hạn và nó không thể dừng lại. Đã gần 18 năm kể từ ngày Gary's Mod đi vào hoạt động và đã bán được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới, tạo tiền đề cho các dự án tiếp theo của Facepunch Studio như là Rust, một trò chơi sandbox sinh tồn khác và cũng thành công không kém gì đàn anh của mình. Rust và Gary's Mod vẫn là hai trong số những tựa game sandbox được nhiều người chơi nhất trên Steam do tính chất sáng tạo và tự do của nó. Và đó là lịch sử phát triển của Gary's Mod. Tuy đã qua thời kỳ hưng thịnh của mình, nhiều chế độ đình đám nay đã không còn nữa, thế nhưng tượng đài này vẫn được nhiều người coi là trò chơi hay nhất mọi thời đại. Các bạn nghĩ sao về tựa game này và các bạn có kỷ niệm gì khi chơi Gary's Mod không? Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.